Hôm nay là ngày đầu tiên về thăm má vợ đó. Đêm qua hứa với nhau sao? Tự nhiên tôi thấy giả bộ tình tứ, thấy nó sao sao á. Ai biểu anh tình tứ với tôi? Tí nữa chỉ cần anh thấy tôi làm gì, anh phụ tôi một tay. Với lại anh vui vui lên một tí coi. Vui là tên tôi rồi đó, mà biết sao gặp má có vui nổi không? Thôi, tí nữa anh cứ làm theo tôi là được rồi. Để má tôi thấy anh đối xử tốt với tôi. Dạ thưa má, tụi con mới qua. Dạ anh chào má. Cái thằng này xưa giờ làm hàng xóm, thiếm năm giờ nó má má con nghe sao sao vậy? Con không có khác gì má đâu. Quen miệng kêu thiếm năm, giờ kêu má cái nó ngộ ngộ thì sao á. Má, tụi con đem trái cây qua thắp nhang cúng ông bà. Đem trái cây vô bàn thờ chân đi con. Dạ. Đi chợ khát nước dữ ha. Dạ. Anh, vô thắp nhang cúng ông bà chứ. Dạ thưa thiếm năm đi. Nè, má. Dạ, đưa má ăn đi. Nè, anh đem dĩa trái cây để lên bàn thờ đi. Xong rồi anh đốt đèn luôn nha. Anh đốt luôn giùm em cái đèn này nữa nè. Vợ chồng mới cưới tình cảm dữ ha. Nhiều chuyện không? Vợ chồng bay đó bớt gây lộn đi chút. Cũng tình cảm như người ta vậy, ở đó ganh tị. Nè, cất đồ mấy nhí vô. Dạ. Để anh đốt cho. Xong rồi anh thắp nhang cúng ông bà luôn. Rồi, anh thắp nhang giùm em đi. Từ ngày mà Út Nương lấy chồng á, nhìn dáng vẻ cũng khác ha. Chắc ông vui, ông chiều chuộng lắm hả? Cũng bình thường hả chị hai? Bình thường nhưng mà bình thường. Mới cưới mà bình thường cái gì? Phải mặn mòi chứ, đúng không? Mà em á, em xề xào quá à. Em phải biết chân diện cho mình chứ. Bây giờ em có chồng rồi, em mà xề xào kiểu vậy á, mất chồng nó chán nó bỏ đó. Vợ chồng sống với nhau vì nhiều thứ, đâu phải là vì dễ bề ngoài đâu chị hai. Với lại á, em thức khuya dậy sớm, rồi làm bánh bỏ mối, cơm nước chợ búa, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ như vậy là được rồi. Thì biết là mọi ngày á, em muốn ăn mặc giản vậy sao cũng được hết. Nhưng mà lúc có hai người á, thì em phải mặc đồ sao cho hấp dẫn quyến rũ chứ. Tin chị đi, kinh nghiệm của chị đó. Thôi, chắc nói em không hiểu đâu đúng không? Để chị dẫn em đi lựa vài bộ đồ ngủ nha. Chị hai, không cần đâu. Tiệm này luôn nè, vô đây. Chị Liên ơi, có hàng đi em. Ủa, Như hả? Em nè. Hàng mới về đẹp lắm nè em. Đâu có nào mới đâu chị. Nhưng mà kỳ này trả tiền kỳ trước là chị luôn nha. Mệt chị quá. Bữa em nói với chị rồi mà, cuối tháng em trả cho chị luôn cục. Với lại em bán chung chợ với chị chứ có ở đâu xa xôi đâu mà em quỵt của chị, đúng không? Rồi, thôi lựa đi. Để em lựa. Đi qua đây. Đây, hàng mới đẹp không nè, à. Cho em coi. Đó, nè mấy cái áo này đẹp nè. Đó. Bây giờ em có chồng rồi. Với lại á hả, mấy cái đầm này nè, em được những cái màu ví dụ như là màu đỏ thì quyến rũ nè, màu đen thì huyền bí nè, màu trắng thì trong sáng tinh khiết. À, còn màu hồng. Màu hồng giống như chị nè. Như thơ quyến rũ đó. Chị thấy cái này hợp với em nè. Đó.
Như nó nói đúng đó em. Thôi đi chị hai, hay là mình đi về để mức khác mình lựa được không chị hai? Em còn phải về nấu ăn cho má nữa. Ui có gì đâu mà em lo. Bữa giờ em đi lấy chồng á, má ăn cơm trễ quen rồi, đừng có lo. Bây giờ cái điều mà em cần phải lo là em phải lựa mấy cái áo đầm này nè. Đúng rồi đó em, cái đó đẹp đó. Cái này cũng em đẹp lắm nè. Cái này hả, ở trên giường ngủ hả, con xã em thấy là mê liền á, khỏi xuống giường luôn đó. Chị hai, em không có thích hợp mặc mấy cái đồ này đâu. Với lại hôm đám cưới của em á, con nhỏ bạn của em nó cũng tặng cho em mấy cái áo kiểu giống này nè. Nhưng mà nó hở quá à, em không có dám mặc. Nếu mà chị hai thích, em sẽ tặng cho chị hai. Cái gì? Em tặng cho chị hả? Ừ. Ý, vậy thôi bây giờ mình về mình lấy luôn được không? Nha nha nha, đi về lấy liền. Đây hàng mới đi Nhân. Đi. Thôi bữa sau em đi ghé mua nha. Nha nha, bữa sau. Đi về lấy liền. Hàng mới đẹp nha. Bữa sau. Nhỏ này. Sao nói bữa nay không về? Nhớ em anh về. Đừng có mơ tôi gỡ bỏ tờ cam kết đó nha. Anh nghĩ gì đâu vậy? Tôi chỉ muốn hỏi là tôi tắt bóng đèn được không thôi. Thôi, để yên đi, ngủ cho nó lành. Vậy mà lại chạy qua đây. Bộ hai đứa lại đánh nhau bên nhà nữa hả? Dì hai, có chuyện gì vậy? Em ơi, con mau chạy qua đây. Chắc bây giờ con không cần đứng ở đây nữa đâu. Tiêu cho con trốn ở đây đi Tiêu. Trời đất ơi, ông cũng đánh như ra nông nổi này hả? Anh hai về hồi nào mà đánh chuyện ra nông nổi này hả? Thì cũng muốn đại cái đầm em tặng chị nè. Tự nhiên chị mặc cái đầm đi ngủ, cái ông nói chị dẹo lần nào chị có bồ nhí ông quýnh chị rồi. Em có thấy ai đi ngủ mà bỏ ngực không? Tự nhiên chị đi ngủ cho ông bảo ngực, cái sao cũng quay ông quýnh nữa nè. Trời đất ơi, cái chuyện gì mà tội nghiệp như quá. Nửa đêm nửa hôm á tôi qua từ đây đập cửa. Anh hai cũng thiệt là quá đáng mà, đi làm trên tỉnh bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn cù lần như vậy. Thôi dì hai yên tâm đi, để em nói chuyện với má, má sẽ phân xử ảnh. Rồi chị xui đâu, sao chị xui không can ngăn để cho thằng Cường nó đánh con ra nông nổi này? Má con ngủ rồi Tiêu. Hồi nãy con cũng tính chạy về nhà cha con, mà con biết con có chạy về nhà cha con đi nữa ông cũng có cho con vô nhà, nên con mới chạy qua đây tìm nương nè Tiêu. Đúng rồi, sát bên à. Dù sao bây giờ hai nhà cũng là hả thông gia với nhau rồi, có chuyện gì á cứ hô to lên. Mà khuya rồi, thôi như Vui ngủ chung phòng với nương đi. Vui ngủ trên bộ ngựa cũng được. Không được, như vậy không có tiện đâu. Chị xui với thằng Cường ở bên nhà đó biết thì bắt lỗi nữa mất công lắm. Với lại thím nghĩ có má con bên đó chắc chắn là thằng Cường không dám làm gì con đâu, đúng không nương? Sao mà được má, nửa đêm nửa hôm rồi cho Như về bển nguy hiểm lắm. Không mấy má cho Như ngủ đèn đêm đi rồi sáng mai tính tiếp. Với lại bên má vợ mà,
chắc cũng biết mà. Nè Vui, con nên đổi cách xưng hô đi nghe chưa. Con Như bây giờ á là chị dâu của vợ con rồi.